Anh làm gì? Nhanh quá, lại thứ năm rồi. Ừ, hôm thứ năm rồi à? Đúng không? Hay thứ tư nhỉ? Thứ năm. Mình trông đầu từ sáng giờ mình bảo thứ tư. Năm rồi bạn ạ. Quá nhanh, quá nguy hiểm. Ờ, xong là con mình bảo là hôm nay thi tiếng Việt xong thứ sáu thi toán đúng không mẹ? Thì lại mình cứ nghĩ là nó nghỉ một hôm rồi hôm sau mới thi. Chẳng có ai xem. Ừ, quan trọng gì à? Mình like chỉ vì mình thích chứ đâu có phải cứ người xem mình mới like đâu. Nhưng mà những cái này nó đều ghi lại hết đấy. Nó ghi lại hết đấy. Lưu lại mà. Học sinh mà